Xin chào các bạn, mình là Sasuke Anime đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim hoạt hình anime cực kỳ hay và không kém phần hấp dẫn. Đó là phim Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro. Cùng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên phải kể đến gia đình cư Sakabe quyết định bỏ phố về quê nuôi thêm cá và trồng thêm rau. Gia đình họ có 4 người, một cặp vợ chồng và hai đứa con gái lém lỉnh tên là Satsuki và Mei. Hiện tại, mẹ của hai đứa đang bị bệnh nên phải nằm bệnh viện ở thị trấn, cũng biết canh lúc bệnh ghê. Chỉ có ba cha con đến dọn vào căn nhà mới, thật ra thì nó cũng không mới lắm. Cái trụ này nhìn như kiểu sofa là gãy rồi vậy mà hai đứa con gái chơi ngu thay nhau lắc lấy lắc để. Con với cái muốn nhai đầu ghê. Gần ngôi nhà của họ có một cái cây long não vô cùng to lớn, nghe đồn mấy chỗ đó hay có ma lắm. Mà hai chị đại nhà này nào biết sợ ma là gì? Hai đứa mở cửa sau ra thấy một đống bồ hóng ma chạy đi vậy mà không sợ còn đứng chửi tụi nó rồi băng băng đi vào. Đến khi không thấy con nào còn chạy khắp nhà tìm tụi chúng và gọi ra cho bằng được. Người ta đã lên tầng gác mái nấp cũng không thể yên với hai con nhỏ này, tụi nó mò lên tận trên đó. Con em còn bắt lấy một con mà đem khoe với cả nhà đến khi mở ta khoe thì tay nó chỉ còn bụi không là bụi. Mày đánh vậy con ma cũng chết mà. Hàng xóm của gia đình cư Sakabe lại rất tốt bụng, bà cụ thì qua dọn dẹp dùng còn đứa cháu trai Kanta cũng mang qua ít bánh. Trai quê mà lần đầu gặp City Girl nên cũng có chút bỡ ngỡ nên hơi cục xúc tí. Tối đó, lại có một cơn gió mạnh ùa tới làm cho ba cha con họ cũng hơi lo lắng nhưng thằng cha cũng khùng như mấy đứa con nên nhà có sập chắc ổng cũng ra nhìn cho biết rồi đi vô chứ không có ý định làm gì. Lũ bổ hóng ma thấy là có vẻ cuộc sống sau này ở đây không được yên thân với ba con nhà này nên cũng xách đít đi biệt xứ. Đến ma còn phải sợ họ nữa mà. Sáng hôm sau, cả nhà ba người đèo nhau trên chiếc xe đạp buộc dù ngồi ê mông, nhưng đạo diễn vẫn bắt họ diễn nó vui tươi nên miệng cười nhưng mông đau nhói. Vừa gặp mẹ bọn nhỏ đã khoe là nhà mới của mình bị ma ám, bà mẹ cũng là fan kinh dị nên chẳng sợ mà còn hào hứng nhanh khỏi bệnh còn về chọc mấy con ma chơi. Cuối cùng, ngày đi học tại trường mới cũng đến, cô chị hai Satsuki lo chuẩn bị đồ ăn trong khi đứa em Mei lại leo lên đầu, lên cổ thằng cha nó mà nhún mà nhảy để kêu ổng dậy. Sau đó, chị hai phải đi học, ông bố thì bận làm việc nên con bé Mei phải chơi một mình trong vườn. Nó chạy lăn xăn khắp vườn rồi cứ một phút lại quay lại phá ba nó. Phá ba chán, nó chuyển nạn nhân sang muôn thú, cây cối xung quanh. Bỗng nó nhìn thấy một con thú nhỏ lông lá trong suốt đi ngang. Rảnh quá nên cũng đi theo người ta, làm như quen biết gì. Con thú hoảng hốt nói chị là ai, em không biết chị đi ra đi. Nhưng mà nó quên mất nó không biết nói nên đành chui xuống gầm nhà trốn. Mấy quyết tâm bắt con kia về làm đệ tử của mình để lập ra bang phái nấm lùn nên đứng chờ. Ai ngờ con thú kia lại lẻn ra đường khác và trốn đi cùng một con thú mập hơn. Nhưng tai con Mei còn thính hơn tai cún nên phát hiện ra liền. Mei liền đuổi theo hai con thú kia rồi đâm sầm vào lùm cây luôn, sấp mặt trưa. Cô bé nhìn con đường nhỏ chính giữa lùm cây, nó chui vào rồi chạy theo bọn thú. Chạy giết tới luôn chỗ của cái cây long não khổng lồ. Mei chui vào một cái gốc rễ rồi bị tuột luôn vào một chỗ khỉ ho có gáy nào đó. Vừa định thần lại thì con nhỏ thì thấy một cái cục tròn tròn, đầy lông nằm bên cạnh. Mei sờ thử thấy mềm quá rồi ôm luôn xí phần. Thì ra cái thứ nó đang ôm là một con thú tự tổ chẳng đang nằm ngủ. Chỗ người ta đang ngủ mà con quỷ nhỏ cứ chọt mũi. Ghét quá con quái vật hát xì một cái thổi bay con Mei. Nhưng Mei nào phải dạng thường mà là cái dạng âm binh hột vịt lộn nên lại trèo lên người con quái vật kia chọc phá. Nó hết hù ma giờ đến phá quái vật luôn rồi. Không biết con quái vật tên gì nhưng con Mei quy định nó là Totoro nên con quái vật đành chấp nhận cái tên đó luôn. Đại để con nhỏ còn cho nó ngủ chứ không lại không yên. Nằm trên người con thú êm quá nên con Mei cũng biến con quái vật thành giường rồi làm luôn một giấc. Satsuki đi học về thì không thấy Mei đâu bèn đi vào vườn tìm. May nhờ cái mũ ở ngay trước lùm cây mà Satsuki tìm thấy Mei đang nằm ngủ trong đường hầm cây. Cô nhẹ nhàng gọi em mình dậy, không tác dụng, cô hét, cô day con nhỏ như cái nùi rẻ. Lúc này, Mei mới chịu dậy. Con bé vừa dậy liền kể lại việc gặp Totoro cho chị nó nghe. Nó còn chạy theo đường cũ để tìm con Totoro nhưng tìm kiểu gì cũng không tìm được đường cũ mà toàn quay trở lại phía sau nhà nó. Tao kể thiệt mà không tin, giận, xị cái mặt ra một đống. Ông bà có vẻ là một người tâm lý liền nói đó là do Mei may mắn được gặp thần rừng, và giờ phải nên đến ngôi đền để tạ ơn. Họ cùng nhau đến ngôi đền thì thấy nó nằm kế bên cái cây long não khổng lồ kia. Mei chạy tới chỗ cái gốc rễ lúc nãy đã chui vào nhưng giờ nó đã bị bịt kín lại rồi. Mày tưởng tới nhà người ta chơi một lần là tới hoài được hả? Ai rảnh mà tiếp hoài? Họ cùng nhau cảm ơn thần rừng rồi chạy thi về nhà. Ông bà ý sức trai chạy trước, bỏ mặt đứa con út giữa rừng. Thật là một tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngày hôm sau, ba của tụi nhỏ phải đi dạy, Satsuki đi học nên Mei được gửi ở nhà bà hàng xóm tốt bụng nhưng Mei nào muốn. Mei còn trẻ Mei cũng muốn đi chơi, vậy mà con nhỏ một mực tới chơi trường của chị mình cho bằng được rồi vào trong ngồi luôn.
Học sinh đặc biệt này lại không chịu ngồi học mà lo vẽ Totoro, tao thích đó, ai dám làm gì tao khóc ráng chịu. Đến lúc đi học về thì trời đổ mưa to, hai chị em phải vào một cái miếu chú đỡ. Lúc này thằng Kanta cầm dù đi ngang qua, không nói không rằng đưa dù cho hai đứa con gái rồi bỏ chạy. Thiệt là một chàng trai cục xúc nhưng đầy tình thương, có điều cái quần hơi chắp vá nha, không biết chơi cái gì mà lủng chỗ nhạy cảm ghê. Cũng vì cái tội dại gái đó mà về nhà bị mẹ đánh đòn, vậy mới nói không có cái dại nào bằng dại gái. Bà mẹ mới vừa chửi nó xối xả xong nhưng khi con Sachiki qua trả dù thì lại nói thằng nhỏ dầm mưa xíu cũng không sao. Con lươn đồng quê chính là cô. Sachiki và May mang ô ra chạm xe buýt đón ba đi làm về nhưng chờ hoài vẫn không thấy đâu. Tưởng đứng chờ ba có gì vui nên May mới đi theo, ai dè chán òm vậy là nó bèn leo lên lưng chị nó ngủ. Vừa mang tiếng tốt là con ngoan đợi bố vừa được ngủ thì đúng không ai khôn hơn nó. Đúng lúc đó, Totoro không biết làm gì mà tới đứng bên cạnh. Dù có mập nhưng chị vẫn tin là mình bé nhỏ nên lấy cái lá nhỏ chút ét che đầu. Đó che được hết thấy chưa, tao đâu có mập. Sachiki nhìn thấy Totoro che cái lá giả chân vậy nên liền đưa cho nó cái dù cho nó bớt làm màu. Đúng lúc đó lại có một chiếc xe buýt mèo chạy tới, Totoro đưa cho May một gói nhỏ rồi leo lên xe buýt đi khỏi. Vậy là mất luôn cây dù của ông ba. Cay ghê. Thì ra cái gói mà Totoro cho May là một gói hạt giống. Hai đứa bèn đem đi trồng trong vườn rồi con May cứ ngồi đực mặt ra ở đó mà canh coi nó nảy mầm chưa. Mày làm vậy người ta ngại, ai dám nhú đầu lên. Đêm đó, khi hai chị em đang ngủ bỗng ánh trắng sáng vàng vặc dọi vào. Sachiki tỉnh giấc nhìn ra ngoài thì thấy Totoro cùng hai con thú bông khác đang nhảy vũ điệu cha 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 bên đám cây mà May mới trồng. Hai chị em cũng hăng hái ra nhảy cùng. Rồi bỗng những cái hạt mọc vươn lên thành những cái cây khổng lồ trong chốc lát. Nhảy nhạc sàn bay lắc xong cả bọn lại leo lên người con Totoro đi xé gió rồi leo tít lên đọt cây hút vếp. Sáng hôm sau, hai chị em ra vườn kiểm tra xem, mặc dù không có cái cây khổng lồ ở đó nhưng những hạt mầm mà họ gieo đã nảy mầm. Vậy là không uổng công tụi nhỏ nhảy lambada nhiệt tình trong giấc mơ tối qua. Sau đó, Sachiki và May ra ruộng hái rau củ với bà, tụi nó hái thì ít mà ăn thì nhiều. Hái nhiều ăn nhiều mà miệng khi nào cũng nói phải cho mẹ ăn nữa, chắc lại tính mặt dày qua xin rau tiếp đây. Bỗng Kanta chạy tới đưa cho họ một lá thư từ bệnh viện, báo rằng mẹ của tụi nó có chuyện. Kanta cùng Sachiki nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại nhờ để báo cho ba của Sachiki. May lại hóng hớt chạy theo mà cái chân ngắn quá nên nào chạy nhanh được. Được một đoạn thì lạc luôn đường, thôi thì nghe theo lời mách bảo của tổ tiên vậy, đi đại. Tưởng nó chạy quên lối về ai ngờ cũng gặp lại được chị hai. Sachiki báo rằng bệnh tình mẹ chuyển nặng nên sắp tới vẫn chưa về thăm nhà được. Vậy là May lại giận dỗi vì không được ngủ chung với mẹ. Nó làm mình làm mẩy khiến Sachiki bực tức nói có đừng con nít nữa rồi bỏ đi trước. Ủa chứ nó nghĩ con May không phải con nít chứ là con gì. May không biết làm gì đành giờ ôm cái bắp vừa đi vừa khóc gióng lên. Hai chị em về nhà thì nằm chơi lười ra, mỗi đứa một góc không thèm nói chuyện với nhau. Bà cụ hàng xóm qua an ủi hai đứa, như có được một chỗ dựa tinh thần. Sachiki liền huỵch toẹt móng lợn ra rồi ào khóc, thì ra nó cũng rất sợ mẹ mình mất. Vậy mà hồi nãy còn bày đặt mạnh mẽ la em mình. May nghe thấy vậy rồi lặng lẽ bỏ đi. Hình như là nó đang đi tới bệnh viện để gặp mẹ cho bằng được. Một lúc sau, Sachiki cũng phát hiện em mình đã bỏ đi bụi vội nhờ vã mọi người trong làng tìm giúp. Cô chạy một đoạn thì gặp hai vợ chồng nhà nọ đi từ bệnh viện về, họ nói không thấy có cô bé nào hết. Vậy là con nhỏ May lại nhầm đường rồi nữa, thiệt người chơi hệ mù đường mà cứ thích liều ghê. Kanta lái xe đạp tới thông báo cho cô là tìm thấy một chiếc xe con nít ở giữa hồ. Sachiki sợ hãi chạy về hướng đó và thầm cầu mong May không xảy ra chuyện gì. Những người dân làng đang lặn xuống hồ tìm kiếm thử coi có gì không. Sachiki lúc đó cũng chạy về. Bà lão cho cô bé xem chiếc giày tìm được và may mắn làm sao đó không phải là giày của May. Tất cả thở phào nhẹ nhõm nhưng họ không biết đó là dép của một cô bé xấu số khác đang nằm dưới hồ. Tao nói giỡn nha, á hi hi. Tuy nhiên, tung tích May ở đâu vẫn chưa ai biết. Sachiki bỗng nghĩ ra cách gì đó. Cô chạy thẳng về nhà đến chỗ lùm cây ở sau vườn. Trước khi chui vào, cô bé cầu nguyện Totoro hãy giúp mình. Và không ngờ lời cầu nguyện đó lại linh nghiệm, cô chạy thẳng vào đường hầm cây rồi rớt xuống đúng chỗ con Totoro đang nằm ngủ. Mày là Totoro hay con lười vậy, lần nào gặp nó cũng thấy nó ngủ. Sachiki nhanh chóng kêu Totoro dậy để đi tìm May vì trời đã sắp tối rồi. Totoro liền ôm lấy Sachiki rồi nhảy một phát lên ngọn của cây long não khổng lồ. Đứng đó mà nó hú lên tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Bỗng có đứa trả lời thiệt, con mèo xe buýt từ trong rừng chạy về phía tụi nó. Sachiki bước đi xe buýt mèo và nó bắt đầu phóng đi, nó băng qua cả khu rừng và còn đu được cả dây điện. Có con này để đi Đà Lạt thì tốt biết mấy. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy May đang ngồi nghỉ ở một cánh đồng vắng. Ý chí của nó chắc cũng lùn như chân của nó, đi bụi thì đi bụi nhưng mệt quá thì dẹp thôi.
Tiện có con mèo ở đây vậy là bọn chúng đi ké luôn tới bệnh viện thăm mẹ. Thì ra mẹ nó chỉ bị cảm lạnh nhẹ, ba nó cũng đang ở đó để chim chuột với nhau. Thấy cảnh tình cùng, hai đứa cũng không nỡ làm kỳ đà nên lặng lẽ bỏ trái bắp ở lại rồi đi về. Chuyện có gì thôi mà làm drama thấy ghê không? Sau đó, mẹ nó cũng khỏe lại và trở về nhà. Gia đình kỳ cục đó lại có một cuộc sống mới đầy hạnh phúc ở vùng quê tràn đầy phép thuật. Thôi tao đi làm tí muối đây chứ review gì nhạt vờ lờ rồi ai mà coi. Nói đùa thôi, phim đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì nhớ cho Sasuke một like và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại lần sau tại Sasuke này.